Sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Đảng ủy, Tòa án Nhân dân tối cao về việc chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025, được cơ cấu gồm 7 đồng chí. Tuy nhiên, năm 2021 và 2022, có 3 đồng chí, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, chuyển công tác, và trong đó có đồng chí Bí thư Đảng ủy, vì vậy, để sớm kiện toàn vị trí bí thư đảng ủy và bổ sung các đồng chí, ủy viên ban chấp hành đảng bộ, tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, ban thường vụ đảng ủy, tòa án nhân dân tối cao đã quyết định chỉ định bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Bường, tranh án tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng giữ chức bí thư đảng ủy, tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời chuẩn y bổ sung đồng chí Phạm Việt Cường, bí thư chi bộ một tránh tòa hình sự, và đồng chí Phùng Anh Dũng, bí thư chi bộ 3, tránh văn phòng vào ủy viên ban chấp hành đảng bộ tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.